Chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình đang có một chút vấn đề muốn nói với quý vị. Hiện tại mình không biết bật mod này luôn. Chán chẳng nói gì được. Không biết là có ai có một khẩu mod này không cho mình. Comment cho mình để mình cái điểm mà mở mod này. Thế bây giờ mình thử nhập số 7, 8, 9 nhé. Nè, không được luôn, địt mẹ văng game đấy mày điên. Chán thật. Dỗi thực sự luôn. À, nếu như bạn nào có mật khẩu mod này ấy, thì comment cho mình nhá. Hoặc không thì mình sẽ có cách khác để không, hoặc không mình xóa nó đi.